Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, bước vào tháng 1 năm 2023, ba con giáp này sẽ vô cùng may mắn và thuận lợi, làm việc gì cũng thành đạt, thành tài, sức khỏe, tình duyên đều khởi sắc. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Tuổi Ngọ. Tháng này được tam hợp cục độ mệnh, người tuổi Ngọ có điềm báo vượng phát về đường công danh. Bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc. Con giáp này vốn là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm là điều tất nhiên. Thời gian này khi công việc phát triển hơn, người tuổi Ngọ nên xác định nhiệm vụ của mình trong tập thể. Hứa hẹn bản mệnh sẽ thay đổi hơn rất nhiều so với quá khứ. Ít ra bạn biết nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn để bản thân suy nghĩ lạc quan, cho dù sẽ gặp phải những khó khăn trong công việc, học tập. May mắn đang ghé thăm người tuổi Ngọ ở cả phương diện tài lộc, việc buôn bán trở nên rất thuận lợi. Có những người ký kết được hợp đồng lớn nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình. Tài lộc không phải khi nào cũng nhiều, vì thế nhớ tận dụng hết vận may của mình trong ngày hôm nay đấy nhé. Tiền bạc kiếm được không chỉ đến từ công việc chính mà còn ở các việc phụ, ngoài luồng. Tuy vất vả hơn nhưng bù lại, bạn sẽ nhận về phần thưởng xứng đáng. Tháng này chuyện yêu đương khá thuận lợi và đặc biệt với người độc thân thì đây là thời điểm bạn có thể tích cực xúc tiến mối quan hệ mới, nhân nhóm của mình rồi đấy. Hãy cứ tự tin thể hiện chính mình, đừng cố gượng ép bản thân trở thành phiên bản khác hoàn toàn với bạn. Mối quan hệ của bản mệnh với người thân thời gian này cũng được cải thiện rõ rệt. Những hiểu nhầm trước đây cũng được xóa bỏ, gia tăng sự kết nối với mọi người. Tử vi tuổi Ngọ tháng 1 năm 2023 cho thấy gia chủ có sức khỏe khá tốt, không mắc các bệnh nghiêm trọng, có ốm đau cũng gặp thầy, gặp thuốc, mau lành. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình. Vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tuất. Trong một tháng được tam hợp cục hỗ trợ như tháng này, đây là cơ hội tuyệt vời để người tuổi Tuất thể hiện bản thân và gây ấn tượng, không chỉ đối với sếp và đồng nghiệp mà còn là khách hàng, đối tác. Bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều người mới. Họ có thể là những người sẽ giúp đỡ bạn trong tương lai, nên hãy tận dụng và nắm bắt cơ hội quý giá này nhé. Phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi, mở mang theo chiều hướng tốt. Dù là làm ăn xa hay ngoại giao đều gặp được quý nhân phù trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay nên chủ động nắm bắt. Với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Công việc có những bước tiến mới nên tình hình tài chính có những dấu hiệu tốt bất ngờ. Việc ký kết hợp đồng làm ăn diễn ra khá suôn sẻ, mang tới nhiều khoản lợi nhuận đáng kể không chỉ cho bạn mà còn cả doanh nghiệp. Bạn có thể sẽ được trích tài khoản, khoản thù lao xứng đáng. Ngoài thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Tuất có thêm một vài thu nhập khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu. Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước. Mức độ tiêu hao tiền bạc trong tháng không quá nhiều, thu chi cân đối, đường số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Tháng này người tuổi Tuất có cả hung vận lẫn cát vận, nhưng riêng đường tình duyên thì rất thắm sắc, nồng nàn. Cát tinh giúp đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm của con giáp vì thế mà rất hứa hẹn. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình, hoặc không thì cũng có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Tình cảm lứa đôi khá lý tưởng, các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm, nên tiến hành vào nửa đầu năm mọi việc sẽ dễ bề suôn sẻ. Các cặp vợ chồng khó tránh mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống nhưng đều không quá nghiêm trọng. Chia sẻ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn, mọi chuyện sẽ êm thấm. Về sức khỏe của bản mệnh, không được như ý khi thời gian này bạn ăn uống không điều độ. Cứ đói là ăn rất nhiều, sau đó vì bận rộn mà bỏ bữa. Nhất là những ai bị huyết áp thấp, lúc này dễ bị mệt mỏi, chán nản. Với những ai đã từng cố gắng xây dựng kế hoạch tập luyện trước đây, thì thời gian này cũng bị lơ là và không tập điều độ. Đó là lý do khiến bạn bị tăng cân rất nhanh trong thời điểm ra Tết này.
Ngoài ra, con giáp tuổi Tuất nên hạn chế uống rượu bia, chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, thể chất mà còn tác động đến cả tinh thần của bạn. Đừng vì cả nể mà uống nhiều trong khi sức khỏe không cho phép. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Trong tháng này, người tuổi Hợi có lục hợp quý nhân che chở nên vận trình suôn sẻ. Bạn có được những cơ hội tốt để làm việc và khởi động các kế hoạch mới của mình. Thêm vào đó, tháng này bạn cũng đương có vận quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống dễ thở và dù gặp khó khăn cũng sớm có người che chở. Nhiều kế hoạch con giáp này đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi. Bản mệnh không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Với những người tuổi Hợi còn đang đi học, bạn là ưu tú vì bạn rất thông minh. Hãy tận dụng tốt năng lượng và tài năng của mình, bạn sẽ có được nhiều may mắn về sự nghiệp trong tháng này. Mặc dù bạn có cơ hội vàng tại nơi làm việc và nhận được sự giúp đỡ từ cấp trên, nhưng các đối thủ cạnh tranh cũng sẽ nắm lấy cơ hội của bạn. Những người có tính cách đố kỵ cũng ảnh hưởng đến công việc của bạn, bạn nên giữ bình tĩnh. Ngoài ra, bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, cải thiện bản thân. Tình hình tài chính của tuổi này khởi sắc trong tháng, thu nhập gia tăng dồi dào. Bạn có nhiều ý tưởng kiếm tiền khá độc đáo, chỉ sợ không có sức mà đảm đương hết thôi. Tháng này bạn cũng có thể tìm kiếm những đối tác làm ăn để san sẻ kế hoạch của mình. Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội nhận được lợi nhuận từ việc mua vé số, nhặt tiền hoặc được cảm ơn vì đã mạnh dạn làm những gì chính đáng. Nói một cách dễ hiểu, hãy làm những việc tốt hơn và tích lũy may mắn để ban phúc nhiều hơn trong tài lộc và nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tiến triển tốt lành nhờ những thành công trong sự nghiệp cũng như nhờ các tinh phù trợ, con giáp này nhận được sự chú ý, ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh. Với các cặp đôi, những mâu thuẫn giận hờn trước đó dần tan biến. Con giáp này đã học được cách để tìm ra được điểm chung giữa hai người để đôi bên cùng nhìn vào đó mà cố gắng gìn giữ hạnh phúc thuộc về mình. Người độc thân cứ ngỡ sẽ không thể dễ dàng đạt được mục tiêu tìm thấy nhân duyên thuộc về riêng mình, nhưng sự tình cờ sẽ giúp bạn gặp được người trong mộng. Có lục hợp chỉ lối dẫn đường, người độc thân sẽ không còn cảm thấy hoang mang, u mê khi không biết phải chọn những người như thế nào cho phù hợp. Định mệnh tình yêu sẽ đến bên bạn nhanh thôi. Sức khỏe của tuổi Hợi trong tháng 1 này không có gì đáng ngại, bản mệnh biết chăm sóc bản thân nên có thể sẽ kịp thời khắc phục những dấu hiệu cảm cúm theo mùa mà không để cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Người tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tìm ra 3 con giáp may mắn nhất trong tháng 1 năm 2023 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.